Yo, hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bá đạo người nha. Chào anh em game Go Môn Thoại như mình đây, từ từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chúc vào video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xem like và một subscriber channel phát triển nha các anh em rất nhiều. Ok, đấy hẹn lên anh em video cuối tuần. Hôm nay thì lại tổng hợp code cho anh em nào có hứng thú nhảy sâu mới, hoặc là bạn nào trong tuần vừa qua chưa nhập thì có thể nhập. Hiện tại tuần này nó câu nếu nói về code dùng chung thì tôi nói cá nhân tôi nói luôn thì không có code mới đâu anh em, thật sự. Bữa nay thì đa số chúng ta đều nhận con em dùng riêng, mỗi người một cái là nhiều, nên là anh em chiếu dõi theo fanpage và có thể đăng ký kênh và tôi cho kênh tôi đều hướng dẫn anh em có nhận rồi. Đâu đó bên trên bên fanpage hiện tại như còn hai phần con em dùng riêng nữa, sự kiện nữa anh em. Chắc chắn nhập code chúng ta qua fanpage luôn để nói qua về cái vụ con em dùng riêng này luôn để anh em lấy nhá. Ok bạn ghé fanpage nào, hiện tại thì chúng ta rồi. Đây. Ủa, sự kiện gì đây? Sự kiện gì ta? Toàn thông báo anh em, nay toàn thông báo chả là sự kiện gì hết. Hiện tại chúng ta có sự kiện thử tài thách chí đua từ tốc kỳ 6 anh em, một cho nơi anh em nhận cốt này. Cái này như vẫn có nhận được anh em, còn tôi chết vẫn nhận được. Vì đợt gần mới thế thôi, này hai con dùng riêng mới hiện tại anh em phát cứng thì hết rồi. Đó, hiện tại tuần này anh em nào mới có chơi xe mới thì các bạn có thể qua đây lấy. Ok, đó là hết anh em. Đó, chúng ta như vậy thôi. Đó, quà thì chúng ta có quà Dragon gần ở xem nào. Ô hắn dài anh em, từ từ thông thả. Đó là hết rồi anh em. Còn đâu về code thì hiện tại game tuần này tôi check qua không biết là có thiếu không được biết, nhưng mà thấy cũng có khá là nhiều anh em, 9 code lận. Kể lộ nữa anh em, làm tôi nhập luôn cho anh em coi. Ok đây các bạn, đây đặt mốc vui vẻ mới còn nhập được không? Không nhập được nữa anh em. Cũng hết code, hết hạn hết rồi anh em, thế thì uầy, thế còn nào được bao nhiêu? Ừ, cái này nhận được này anh em này, một code. Ô thế tuần này treo mới, đừng nói là không nhận được tướng gì nha. Ui kiểu này thì không nhận được tướng nào thật rồi anh em, không nhận được Sabo, không nhận được A nữa rồi. Ù căng đấy nhờ, Lamy pick lại code thế này toang quá anh em, sẽ mới chơi giờ nghe hơi toang đấy nha. Đó các bạn, đây. Nó loanh quanh thì hiện tại các bạn có 8 code thôi. Đây 10 code anh em, đây tôi lấy được 10 cái, nhưng hiện tại chỉ còn 8 cái anh em nhận được thôi. Đó. Anh em thùng nhập, đâu còn 8 cái đâu, bạn có nhảy sao mới chơi thì thùng nhập thôi anh em. Pick quá. Bữa trước là còn cái code livestream anh em thì các bạn sẽ nhận được thêm mảnh Pocadia, mảnh Sao. Đây này, mảnh cái code này thì phải anh em, nhưng mà hiện tại code hết hạn hết rồi. Căng quá. Mà anh em mà lấy code đồng riêng thì cũng chỉ thêm mảnh Ivan Cốc với cả mảnh ấy thôi anh em, chứ không có mảnh Sao đây. Thề căng giá man ạ. Uầy, giờ nhảy sao mới nghe toang nhỉ, cần như chả tướng nào chơi luôn anh em. Wow, gần như đội hình đâu có ai chơi đâu anh em, pick này thôi còn gì nữa anh em, còn ai đâu mà chơi các bạn, căng thế nhờ, quá căng luôn các bạn, trời ơi. Vâng, những ok đâu, xong cuối tuần anh em tổng hợp tất cả code cho các bạn đấy nhá. Hiện tại chúng ta có 8 con đen dùng chung và hai sự kiện nhận code nữa, anh em có thể ghé qua bên fanpage để lấy thêm. Và tổng chúng ta có 10 code anh em, 10 code để sale mới, anh em thể tranh thủ, bạn nào có chơi sale mới thì có thể tranh thủ lấy nhá. Đó, toàn bộ những gì hot nhất hiện tại sale mới rồi anh em, nhưng mà hơi căng khi mà sale mới giờ chúng ta vào với trò chơi không thôi. Gần như đội hình không có tướng nào để chơi luôn anh em, bữa trước thì còn có Sabo với cả A, nhưng bữa nay thì không có luôn. Thôi biết sao giờ nó dép hóng đợi code mới của Nami thôi chứ cũng chịu rồi anh em. Thôi giờ về chính tôi chơi là anh em. Ok bạn, vé về hạc chính cho anh em. Đừng có quà các bạn. Hoàn thành nốt nhiệm vụ trong ngày. Rồi ok anh em. Nhận quà này, boss thế giới. Vua biển này, ô lại thêm đá anh em. Tôi vừa mới úp đá xong, tôi vừa ngồi rảnh tôi úp đại đá tôi xong, giờ nó lại thêm đá anh em. Được, thế nhờ, 100 viên, mong rằng gia đình nhiều đá tím anh em nhé. 9 viên. Thế cái đá tím này khó nhất luôn á. Ok, đóng này cũng chẳng được bao nhiêu phút đấy đinh. Ok, qua đây thì chúng ta lại ngồi rảnh ngồi vượt đại hành trình thôi anh em. Đó. Đi vượt đại hành trình nào các bạn. Dâu đen, bỏ pero pero ra, bỏ dâu đen ra. Ok, bạn đi tem này đi. Đây chà, đây chà. Chiến đấu ngoan cường gớm nhờ. Ngoan cường thế nhờ.
Xong khóa đào đại trình nhé, quên. Xong map một map anh em, nếu các bạn khóa đào đại trình thì cũng xong ngay giờ anh em. Các bạn cứ nhớ cái mẹo là được, cứ nhớ là tháo đá trước khi reset anh em, nên là kiểu gì các bạn ngày nào cũng pull. Kể cả nông dân cũng pull được luôn anh em chứ không. Nông dân thì chèn nhiều không chế được, anh em reset lại cái các bạn mang đá và cái này anh em vào kiểu gì cũng pull map à. Hôm nay tôi lại pull map anh em. Một chiến bay đẩy cũng hơi chậm. Và bước được thêm 1 2 viên đá lăm nữa chứ mấy anh em. Bây giờ mới được 444k. Các bạn tem đội chính không lân sao đấy anh em, chứ lân sao được đẩy lên nữa thì nó còn tăng chiến rất là nhanh. Nhưng mà tem đội chính tôi không đẩy sao đấy anh em. Lần này nhà phát hành cũng bích quá, không có sự kiện nhiều để săn anh em. Ok, lượng kèo 5 map đi đơn giản các bạn. Quá là đơn giản. Nghĩ rồi, khóa em bằng Mochi anh em, đấm em bằng Haki. Chỉ có thể là Katakuri. Kata mái đỉnh. Mật zoom cái xong đâu nữa. Úi giời. Thêm quả thuyền búc tốc độ đánh lên nữa anh em, quá gắt. Chiến tiếp nào. Đó mà tôi định rảnh tôi định nhảy qua xe mới cơ nhá, quên nhảy qua bên bạn anh gọi. Có vẻ anh kéo tem đánh boss anh em, vừa mới kiếm một tẻ kèo tem đánh khá là căng. Hãy rảnh đi qua tí anh em. Ok chém nào. Lượm qua. Tiếp tục anh em phá map các bạn, tiếp tục phá map. Ừ, xong rồi có khi qua bạn anh chơi tí nữa anh em. Đúng lắm là với bạn anh các bạn, với bạn anh nên tem đánh boss thôi anh em. Này bọn odd bên đấy cũng mở mà. Bạn anh mà việc nó cần như trùng nạp anh em, nên cũng mở bên đấy luôn. Đây xong giờ tôi sắp tem anh em, qua quay các bạn coi. Nên có tem thăng boss cho nó sướng các bạn. Đi cho Kata đấm thôi anh em. Rồi. Tuyệt vời. Phá đảo ngay anh em, có gì đâu, đơn giản. Xong bản Việt nhá. Xong nhiệm vụ bản Việt anh em, chúng ta còn đánh chơi luôn. Ok bạn, xong chúng này chúng ta còn đánh chơi luôn. Khóa em bằng Mochi và đấm em bằng Haki. Được qua. Ok bạn, rồi chúng ta có bản anh chơi nào. Ok bạn, tôi vừa pick xong luôn anh em. Để úp anh ba lên đây luôn này. Đó, anh ba lên đỏ luôn á. Hết vàng luôn các bạn. Khá là hào. Bù lại hàng này, bộ đá đỏ giá khá là ngon anh em. Nên khá là ok rồi. Ok, hết giờ rồi. Cay nhiều bên này đỉnh một tiếng anh em, hết giờ rồi. Đánh boss thì có làm được cái gì đâu. Boss này thì đánh con thua anh em. Bọn bên này thì đánh con thua. Tiếc nhờ lưng cho đá vô rồi vô đây hết giờ anh em. Cái người ta đang bảo định vào test xem boss đánh boss ad nào anh em. Thôi lại đợt thai đợt sau vậy. Đang định qua bên này test boss ad anh em. Tiếc thế. Kata tốc độ đánh đang rất là căng luôn bạn nha. Đấm căng lắm luôn á. Thôi bỏ đi. Ok chúng ta vào chỉnh lại đồ đá luôn anh em. Đây ngồi dạy các bạn chỉnh lại bảo vật các thứ cho hàng này luôn. Nên lại tem đội luôn. Cái 43 nữa đang mang đá được các bạn. Rồi. Ok, hàng này giờ thì chắc chắn vẫn là chơi nục phi là chắc chắn đầu tiên rồi anh em. Đó. Và cũng nên cho bộ này luôn. Rồi. Tiếp theo đến Dragon anh em. Rồi, ok, Dragon đã xong. Theo tôi nghĩ chắc chắn là chơi thêm Kata anh em nhé. Kata. Báu vật. Ok, chúng ta có 3, 4 tướng đúng không? Chúng ta chơi Zoro anh em. Chơi Rip đi. Rip đi anh em. Rồi, Sengoku. Nói anh em Sengoku vẫn là cái gì đấy, vô cùng ao dề luôn.
no thì cũng chả buồn anh em. Rồi được công lần anh em vào giao lưu tốt cái bật anh luật ra các bạn. Xem vào đây anh em. Đây mày đánh hơi khoai nhưng tôi nghĩ đánh cho vui cho anh em. Cũng được. À quên, chưa bục tiền tốc độ đánh vào nữa kìa. Nhưng mà chưa đo chiếc điều gì các bạn. Đấy. Ok anh em. Ok xúc xúc đam nào, xúc đam nào. Ừ xúc đam lên đi. Dồn đam lên nào, kata đấm đi. Kata đấm nào. Mochi đấm Kahataki nào. Đấy, đúng rồi. Mục độ bạn ngay vào luôn anh em. Ôi chân đủ ghế, khóa ghế 4 à. Căng nhờ. Chà. Hai bên chiến căng đấy. Xin cơ anh em gì kìa. Máu hồi. Ui, nền cao, đẳng cấp cao nó khác bỏ hẳn ngay các bạn. Khác bỏ hẳn ngay anh em. Ok rồi, clip kết thúc đây nha. Hẹn anh em kế theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tiểu Tử Bá Đạo nhiều rồi.